chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay mình cùng với mấy anh em tụi mình á sẽ làm một cái thử thách, đó chính là 24 giờ sinh tồn ở trên một chiếc thuyền nha các bạn. Mở dưới quê tụi mình gọi chiếc kia. Ui. Có làm gì cái anh? Này nè, coi thằng ơi. Mấy bạn biết chứ mấy trái này trái gì không? Ăn được không? Ừ, trái này có ăn được không Điên? Ăn được không? Không biết nữa anh ơi, nhìn nó lạ quá. Trái này ở mình gọi là gì Tú? Em cũng không biết nữa anh ơi. Thằng ơi. Ê Nu, mày hái thì mày ăn thử Nu. Ok, ra thử nha. Thằng ơi. Không được, không được. Em đắp ra, trái cây lạ nha các bạn. Cứng. Ở cái này là cây sung nữa phải không? Phải cây sung không? Cây sung anh ơi. Cây sung. Phải cây sung không đại? Cây sung. Sung này sung kiển anh ơi. Sung kiển ăn ở đâu có được không em? Không anh ơi. Dạ không anh ơi. Nghe là không bây giờ. Ăn thử rồi Tú. Rồi đi nè mấy đại ca ơi. Anh áo đem gì cho anh áo ơi. Trời ơi, thôi giục đi đại ca ơi. Trời trái gì cũng hé trơn các bạn. Ê ơi, cây ổi nè. Thấy cây ổi không? Ổi thúi trơn rồi anh ơi. Mấy cây sống chưa? Ủa. Ê, trái sống kìa. Đâu? Trái sống kìa. Trái sống mà. Trời rồi. Đâu cặp miếng ra Tú. Làm miếng rồi. Không thiệt, không có lúc sau đó tôi ăn rồi. Không. Chỗ này em ăn rồi anh áo ơi. Ăn hả? Đâu lại ăn lại cái nữa. Lần này để anh em thử. Thôi mày ăn trước rồi. Thôi em cắn miếng thử thôi anh mới tin. Mày trước mày ăn rồi mà. Cứng không? Nó còn xấu các bạn ơi. Thôi. Thôi đi đây nè. Nói chung là chỗ này rất là quen sơ các bạn. Đó thì đây chính là ba chiếc ghe ngày hôm nay của mình đó các bạn. Sẽ sinh tồn cho nó nha. Mày đưa lan kìa nhau ơi. Mày đưa hay sao? Em tưởng cái ghe nhỏ quá. Thằng ơi, bự bự không nha các bạn. Dữ ta. Ba chiếc luôn hả anh? Đúng rồi. Mấy chiếc ghe này là của ông ba của mình nha các bạn. Cho nên mình mượn là ông ba cho liền ha. Đây, cho nên bây giờ mình sẽ ra đây quay cho các bạn xem nha. Thì đây. Đó đi ra nè các bạn. Đây đây thầy ơi. Đường mà đi ra ba chiếc ghe là phải đi qua một cái cây cầu khỉ nè các bạn. Đây đây. Từ từ bình tĩnh nha. Bình tĩnh nha. Đó, đi ra mấy đứa ơi. Đi ra đây nè. Bạn đi anh ơi. Từ từ. Bình tĩnh mới được. Ê. Anh Ngáo. Nó cắt nguyên khoảng vậy rồi sao qua anh Ngáo? Sao nó cắt nguyên khoảng vậy sao qua các bạn? Cầm cam quay anh. Quay anh nha, anh qua cái đó. Anh qua xuống trước rồi. Sao bây giờ mình rung quá các bạn ơi. Từ từ bình tĩnh nha. Từ từ thôi anh Ngáo ơi. Được không anh? Được nha. Chắc đúng không? Chắc. Coi chừng gãy anh Ngáo. Ê, qua đâu? Ê, được. Được rồi. Được không? Ê, đẩy. Đẩy thằng nằm dưới chắc nè. Đúng rồi. Mệt à. Nhiều quá luôn. Rồi, ổn rồi. Rồi, ok đó. Tới, Tú đi. Đưa cầm qua đây Tú. Từ, anh, gung anh. Nhanh Tú ơi. Từ. Đưa đây. Gung anh. Rồi. Đấy, từ, nó bước qua cây này. Nói chung mới bước qua cái cầu nha các bạn. Khi mà mấy anh em mình bước xuống đây á là mấy anh em mình sẽ đủ 24 tiếng mấy anh em mình mới bước lên lại nha các bạn. Đó. Nhìn đi Tú ơi. Từ. Lên. Rồi bước xuống đi, bước xuống đi. Lẹ đại ca ơi, lẹ đi. Đây, con ơi. Đây đó anh. Đây gần câu của nó nè các bạn. Nè đứng nhé, cầm một hồi luôn. Nè nhéo. Đó từ từ bình tĩnh. Tao chưa qua bay chuyện gì dữ vậy? Thì kệ mày đi. Em ơi. Tính mạng mày với bạn. Rồi. Nó vậy chết rồi. Sao vậy? Bước qua Tú ơi, bước qua. Nhắn lại sao? Nắm nè hả? Đây đưa cào đây. Dạ. Anh nắm giùm nó đi nghe. Nắm đây. Qua đây. Nè cái chân con nào đẩy. Nè đại ca. Nó bị trẹo. Nó hoang anh rồi. Lẹ đi đại ca. Nó mới ăn được chứ. Được không? Được. Đây em nhìn. Bước xét vô. Đây. Ở dưới nè. Rồi ở dưới nha, ở dưới mới được nha. Bây giờ mấy anh em sẽ di chuyển qua bên kia nha các bạn. Đây là một cái ghe nha các bạn, màu xanh nè. Giờ mình đang đứng trên cái ghe màu đỏ nha các bạn. Giờ cuối cùng là cái ghe bên đây nha. Bước lên. Đúng rồi. Bước lên em ơi. Ok anh ơi. Đó, thì mấy chiếc ghe này là ông ba của mình dùng để chở cát nè các bạn. Đó. Còn cát luôn nè, mấy anh em mình có thể xuống dưới đây luôn. Ê, đi. Xuống dưới thử rồi. Ê, rồi. Cẩn thận Đen. Cẩn thận nha. Ok anh ơi. Cẩn thận nha Đen. Cát nó không có gì đâu Đen ơi. Sao Đen? Thằng ơi.
Vô. Vô ở dưới này cái không đen, phải cái không? Nè. Ê gỗ xưa kìa đen. Đen gỗ xưa kìa. Gỗ xưa kìa. Gỗ xưa nè, gỗ xưa nè. Nào ơi, xưa kìa. Thằng ơi. Xưa thiệt. Thôi lên đi đại ca ơi. Sao lên à? Đó. Thằng ơi. Thì bước lên đi em. Ừ. Được không? Bước lên, bước lên. Ờ ghé đi. Mạnh lên, nó cứng nhắc à. Ừ, người ta hẹn nó luôn rồi. Dân kỳ, dân leo núi kỳ. Đó, thì bây giờ là mấy anh em mình sẽ... Đâu, đâu, lấy điện thoại ra, Tú dạ. Lấy điện thoại em ra ơi. Dạ. Lấy điện thoại em ra rồi, bà mất giờ luôn rồi. Ủa, điện thoại em để đâu rồi? Ủa, điện thoại em đâu? Thằng ơi, điện thoại đâu cũng không biết nữa các bạn. Hội để cũng biết. Ờ thì đây là cái sông Tiền phải không Nục? Đúng rồi anh. Ở đây sông là Tiền. Một cái sông Tiền nha các bạn. Nó rất là rộng luôn nha. Còn bên đó là cầu Cổ Lãnh đó anh. Mình nói là cầu Cổ Lãnh đó các bạn. Không biết các bạn có thấy không nữa. Ở đây là người ta chạy ghe qua đây là xuyên suốt luôn các bạn. Ờ nói chung ở đây là rất là mát, rất là tuyệt vời luôn các bạn. 7 giờ rưỡi anh ơi. 7 giờ 28 rồi. Đâu bấm giờ lớn anh ơi. Ánh sáng mở lóc luôn rồi. Mở ánh sáng lên Tu. Từ từ. Mở ánh sáng lên. Trời ơi, tắt đủ sáng nó mới chịu chứ. Ừ. Rồi sáng hết mất chưa? Nè anh, 7 giờ rưỡi rồi. Đang là 7 giờ 28 phút nha các bạn. Đó, thì bây giờ mấy anh em mình sẽ ở đây tới 7 giờ rưỡi ngày mai mấy anh em mình mới được lên bờ nha các bạn. Đúng đó, rồi. Nói chung là sinh tồn mới chạy đây luôn nha mấy đứa. Ok. Ủa rồi, đi làm gì vậy đại ca? Dạ. Làm gì vậy? Em xí chỗ này trước, em nằm ngủ khi nào có cá kêu dậy em, kêu em lên em dậy em ăn. Thằng ơi, này khôn dữ hả? Chứ sao ra đây em móc mồi luôn nè. Trời, chỗ tao xí mày làm gì mày? Dục mày luôn. Ờ, chỗ này của người ta rồi em ơi, dành gì nữa. Mày tối nha, tối là chết. Thằng ơi, nói chung là chỗ này rất là đã lắm các bạn. Trời ơi, chưa. Rồi bây giờ mấy đứa lấy cần câu ra đâu đi. Ok. Bài cần câu ra, câu cá rồi. Nè, không có cần anh ơi, tao nghiệp lắm. Gì? Đi là mượn không? Ừ này có nháo rồi. Thôi anh nháo quay đây cho em. Em vô chậu em ngủ luôn. Cầm cá kìa mày. Thôi thôi câu đi đi thôi. Thôi anh nháo rồi đó. Nè cho mày cần này nè, cần bự luôn á. Cần mấy công hay gì hả? Ừ. Hôm nay là anh Nu đem theo mấy cần Nu. À, hai cần anh ơi. Em hôm nay em sử dụng cần gì em có thể em nói cho bạn nghe. Vẫn là Togo nha anh. Togo. Cần này là chiến dữ lắm nha các bạn. Đúng rồi. Rồi ok, rồi gắp dây đi em ơi. Ok. Rồi, dây đen em sử dụng cần gì đen? À, cần mày câu anh ơi. Cần này là câu là đã dữ lắm nha. Em phải câu gán, câu cá mới được. Ủa, nha. Ok anh. Cần đó mày câu được không? Rồi cần của Tú là cần gì Tú? Trời ơi, cái cần chiến của em anh ơi. Cần chiến hả? Rồi bây giờ mấy đứa móc dây rồi mồi đồ gì đưa vô đi rồi câu nè. Ok. Rồi bạn ơi, do hôm nay câu sông lớn, nước nó xiết chứ nó sâu lắm nên mình phải sử dụng là cục chì 120g nha mới chịu nổi cái sông này á. Ở đây mình có 4 chùm nho đúng không Tú? Ôi chùm nho 4 cái đúng không? Đúng rồi, nho 4. Rồi đây là cái đèn giả quang các bạn, là mình sẽ tối mình sẽ lấy cái đèn giả quang nè gắn vô cái phao đúng không? Cái phao hay là cái gì? Không, mình câu đá mình gắn vô cái đọt cần câu nè. À xong rồi nếu mà cá nó ăn á thì nó sẽ giật cho mình biết nha các bạn. Đúng rồi. Còn đây là mà ní. Cái này cho mọi người coi luôn. Cái này mình không biết tại mình không có chuyên nghiệp gì câu bạn ơi. Nè các bạn, này là cái ma ní nha. Đúng rồi. Ừ mà cái tỷ lệ xác suất mà xảy cá của nhò bốn nè các bạn, nó thấp lắm nha. Chừng có 20% mà. Phải không đó mày? Rồi phải chứ. Đúng rồi. Hôm nay mình sử dụng dây gân 10 chấm nha các bạn. Chỉ có dây gân này nè mới chịu nổi mấy con cá sông lớn này thôi. Nó kéo ha là muốn gãy cái cần này luôn á. Rồi mình gắn cái nhò bốn này vô ma ní nha các bạn. Đó, gắn vô. Cái này hơi cứng nha, phải bóp mạnh nó mới vô. Nặng quá. Thôi, rồi được rồi. Em đi chọn mồi nha. Giờ mình múc nước lên để trộn cám nha các bạn. Múc phải thảy qua cho nó chìm xuống các bạn. Chứ để hẳn xuống nó vô không được. Hả, khó lắm. Rồi, vô rồi. Trên mỗi cái thuyền á, lúc nào cũng có cái này để múc nước nha các bạn. Nó tiện lắm luôn á. Rồi, mình trộn cám. Nó này là mình vẫn tiếp tục trộn cám Quỳnh Khoa nha các bạn. Đó. Giờ mình sẽ trộn nha. Nè. Sẽ ăn lỗ nhỏ thôi. Rồi cho vô nè. Cho nhiều các bạn, câu sông lớn mà mình phải cần nhiều cám lắm. Rồi. Giờ mình đổ nước vô trộn nha. Cái này mình tát vô cho các bạn. Chứ đổ ào là nó nhão nhạt luôn á. Đó, giờ quậy lên. Thiếu mình đổ thêm.
Rồi móc mồi đi đâu rồi. Rồi mình sẽ móc mồi vậy bạn. Rồi móc mồi vô đi em ơi. Okay. Đó lần này là anh tin tưởng em Nu. Ok. Nhán nha. Giống như hôm bữa nay hả anh. Ok. Lần okay. trước là thằng Nu nó câu dính một cặp cá vô lắm các bạn. Rồi. Rồi bây giờ em móc mồi đi nha. Ôi chọn mồi nè. Nó không dính tay luôn nè anh ngáo. Thằng ơi. Hả à, quá đỉnh. Đây. Nu đỉnh quá bạn ơi. Đây mồi nó phải bự bự vậy nè anh. Ừ. Nó chơi nổi phải không. Đúng rồi. Chứ nhỏ nhỏ quá. Cá thiệt nó nhìn nó không thèm lại luôn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Thằng ơi rồi mấy đại ca này rồi. Đâu rồi rồi sống chưa. Rồi chưa anh ơi, để móc mồi đi, em nằm xíu ngắm cảnh. Thằng ơi ngắm cảnh gì nữa đại ca, ra ngoài đi, đi đi đi. Đây, đây. Đi. Còn Đen nữa xong chưa Đen? Thằng anh ơi. Thằng ơi mày này chỉ móc mồi quăng cặn xuống đi, có cá ăn coi. Tao làm mồi sẵn rồi. Từ từ. Đó. Nói chung ở đây là phong cảnh rất là tuyệt vời lắm các bạn ơi. Võng đồ này kia nè. Gió là cứ thổi là hoài luôn các bạn, cho nên mát lắm luôn. Chỗ này thả diều ha. Thả diều là bao lên luôn. Mình móc cục này là xong luôn nghe các bạn. Thằng ơi. Gì mày? Cái gì mà mày móc cục nè? Cục nhỏ, cục vừa, cục lớn. Móc vậy cho cái xấu ăn hay gì vậy? Tại biết đâu, tại ơi. Móc cục bằng bằng tao con gái. Ok ok đây. Móc gì cục bự dữ không? Nè các bạn coi móc nè. Móc gì nêm không? Cục nào ra cục đó không? Rồi giờ mình ăn cho các bạn xem luôn nha. Ok em. Ok. Rồi. Đó bây giờ mình sẽ quay cảnh thằng Nu nó quăng cần xuống cho bạn xem nha. Rồi quăng đi. Quăng. Thằng ơi, gì mà xa dưới Nu? Không, đi đó là được rồi đó anh ơi. Được rồi đó phải không? Đúng rồi. Rồi ok, bây giờ em sẽ để cần em chỗ nào đâu Nu? À, em chắc em để chỗ nào chỗ cứng cứng cá nó không lôi anh ơi. Rồi ok em. Ở thằng Nu là mình tin tưởng lắm các bạn ơi. Rồi anh Nu. Chờ kết quả từ em nha Nu. Dạ. Còn Đen xong chưa Đen, kéo quăng rồi Đen ơi. Được anh ơi, để chỉnh mồi lại xíu. Có chữ nứt trên đây nè em. Ok anh ơi. Sâu sâu đó, em cắm sâu sâu xuống á. Ừ vậy đó. Rồi Tú xong chưa Tú? Dạ gần xong rồi anh ơi. Trời ơi gì mà cục nhỏ không hả Tú ơi, cá nào ăn. Vậy mà có cá được anh ơi. Trời ơi. Đây em xong luôn rồi nè anh ơi. Rồi ra đây quăng cần luôn Đen ơi. Quăng đi Đen ơi. Ê quăng sao coi được nha. Quăng bên đây nè, quăng phía bên đây nè Đen. Anh nhớ nha clip hôm bữa không? Nhớ nhớ. Từ từ bình tĩnh nha Đen. Làm sao cho được nha, cái cần tao đi theo mà mệt đó. Rồi mình quăng luôn nha các bạn. Rồi quăng đi Đen ơi. Trời ơi trời ơi. Ơi, gì ở Đen? Gì á? Thằng ơi, kỳ nó dính vô đầu mày chắc mày xỉu một bên quá. Thằng ôi, sao quăng nó không được anh ơi? Thôi, mày đưa tao quăng luôn đi, mày bóp mồi lên bao con cái. Đây, đây tao, đây tao. Đen ơi, Đen. Dạ? Anh hỏi thật sự nha, em có biết câu hay không? Biết câu mà anh. Ôi. Biết câu nha. Thôi, đi ra đi, em vào trong đi, em vào trong đi. Thôi, tới tao nè mày ơi. Thôi, để thằng Tú thể hiện nha các bạn. Giận dính chân đâu nha. Rồi Tú quăng đi Tú ơi. Tú bò hãy hiện đi. Tú bò. Vậy Tú Tú. Rồi. Ê. Đó trời ơi. Ú. Quá đỉnh luôn các bạn ơi. Ê tao quăng cần sao Đen. Con Đen quăng gì kỳ Đen. Rồi bây giờ em để cần em chỗ nào vậy. Em cột sợi dây em máng vô anh ơi. Máng vô luôn hả. Đúng rồi. Dễ nè. Có cần phải vậy không Tú. Dạ cần chứ anh. Nè không có đây được mà. Ôi ông ơi. Chắc chắn mày ơi. Cái quá đời heo, mày làm cái gì vậy? Trời ơi, mày không thấy tao đang tận hưởng cái không khí mát mẻ này sao hả? Mát dữ chưa, nó nắng như chưa? Cái gì á? Thằng ơi, nè, mát thì cởi nón ra đây. Thôi mày ơi, trả tao đi, tao đang tận hưởng mà. Tận hưởng kiểu mày lạ quá tao ơi. Hên á, là trong mỗi cái ghe các bạn là sẽ có một cái đầu che nè, cho cái người lái các bạn. Đó, người lái này nè. Đó là cái này là mình di chuyển là cái con vịt đâu ngoài sau là nó di chuyển luôn. Cái chân vịt đó anh. Đúng rồi mình vậy? Quay bên phải thì qua bên phải bậy. Quay bên trái không phải cái chân vịt mày ơi, cái bánh lái anh ơi. Bánh lái gì đó hên là có chỗ này các bạn, mấy anh em mình ngồi chỗ này cho nó mát nha. Thì mấy anh em mình đi là hồi sáng mấy anh em mình ăn gọi các bạn, bây giờ phải chờ cá lên nướng ăn thôi các bạn ơi. Đúng rồi. Chứ nói chung là mấy anh em mình không đem theo gì chứ là anh, mấy anh em mình có đem theo mấy chai nước. Đúng rồi, mấy chai nước đâu rồi? Mấy chai em uống hết rồi anh ơi. Đó, mấy chai nước nè các bạn. Đó, là một người là một chai đó các bạn. Ê, với lại chai coca đó các bạn. Đó, mấy anh em mình xí thêm chai các bạn. Tại vì nắng quá trời, chịu hết nổi các bạn ơi. Nặng lắm mấy bạn ơi. Đó, đó, rồi. Đây đây, để mình review cho bạn xem nữa. Mất công các bạn nói. Ở đây có cảnh cầu Cao Lãnh nữa kìa. Ờ, đúng rồi. Đó. Mấy công các bạn nói mình chơi gian đồ này kia, đây nó mạo hiểm của mình nè. Còn đây chai nước, mấy chai nước của mấy anh em mình. Có mấy chai nước rồi mấy bạn ơi. Đây, mở ba lô ra cho bạn xem luôn ơi Tú. Ok anh. Đó, ba lô này là máy quay được không rồi các bạn ơi. Đây, máy quay của mình dụng cụ nè. Nói chung là không có đồ ăn gì hết trơn nha. Đúng rồi. Đó, máy quay nữa nè các bạn. Đó, rồi để cho em. Với điện thoại đồ này kia. Còn tàu á là ghe các bạn, là của người ta. Cho nên mấy anh em mình á là trên đây là không bao giờ có các bạn.
thì khi mà người ta đi dở chở cát hoặc là chở gì á, người ta mới đem đồ ăn xuống người ta ăn các bạn. Đúng rồi đó. Xong rồi người ta đem lên thôi các bạn, chứ không để xuống đâu. Đây. Ủa cục đèn đâu rồi? Ủa cục đèn đâu rồi? Điện ơi. Quay. Điện. Có tay không mày? Thằng ơi. Có qua đây luôn nè các bạn ơi. Thằng ơi. Trời ơi. Đâu trong đây vậy? Đây cha. Trời ơi, đã nắng quá, xuống đây nằm, khi nào có cá lên mình giật thôi, biết sao giờ. Thằng ơi, đây, sáng nay mình review cho bạn xem luôn nha. Đây là mấy cái chén đũa của ta nè các bạn. Đó, nó nước rồi các bạn. Ở đây có bếp nữa nè. Có bếp nữa nè. Đó, thì nói chung là đâu có đồ ăn gì đâu các bạn ơi, chỉ có như đó thôi các bạn. Nói chung là lần này là mấy anh em mình chơi là chiến 100% luôn các bạn. Là sinh tồn luôn á, đúng kiểu sinh tồn luôn các bạn. Đúng rồi. Đó, mà mất công làm gì ngồi lấy nắng kìa. Cô bảnh ngồi đi ba ơi. Rồi, giờ em chế con ca nha các bạn. Rồi, chế rồi em ơi. Ôi, nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Đó, mấy anh em tụi mình là chỉ được có con trái coca này nha các bạn. Nước đá này á, thì mấy anh em mình mới xin cái chủ nhà cho nó là ông ba với bà ba mình nha các bạn. Đó. Mình phải gót vô nước đá nó mới tan nhanh á anh. Em ơi. Ok. Hất đại luôn đi mày ơi. Ok. Hết luôn đi, anh em mình uống hết luôn á. Đó. Đó, còn đi nữa rồi. Ủa? Ủa? Đây làm gì dưới em? Dạ. Nó chơi dầu cát anh ơi, nãy giờ dính không dính cát, nó dầu cát rồi. Lên đây uống nước nè. Ờ, uống nước xíu đi chơi. Trời ơi, mấy anh em mình không có ly, mình chơi chén nha các bạn. Để tao nè. Như mày. Trời ơi. Em mời cho cái bốn nữa. Mời siêu huynh một chén. Rồi rồi, uống trước đi em ơi. Mời Tú rồi chén dưới đây. Quân Đại à, chị Quân Đại uống đi hả? Ok, mời bạn nha. Ơi, ơi tại. Thằng ơi. Thằng ơi. Thằng ơi. Trời ơi, đã khát anh ơi. Thằng mày nghe nước tới nhanh chứ mày. Chứ sao, thằng ơi nãy giờ khát nước. Thằng ơi, cái ly của tao. Để tao. Cái này cái chén mày ơi. Ừ, cái chén. Cái này là cái chén hiểu không? Nha. Ê, đi ra. Từ để đi ra. Không, không, không cho nói luôn. Uống lẹ tới người ta nè. Tốc độ đi. Mày làm màu hoài. Màu mẹ hoài à, không biết nữa. Mày mời mấy bạn nha. Cho mời tao. Thôi, nãy mày uống mày ơi. Mời tao ra. Không, đừng có mời đen. Ơi mà nãy giờ đen Khánh Bào miền Nam. Nãy giờ chưa có cá nữa đâu. Đúng không? Tại do cái đây. Nước này á nó nước sấy nhiều quá, cá ít do anh ơi. Ừ, đúng rồi đó. Nước sấy cá này nhiều. Trời ơi, được rồi nha, được rồi, chơi nha, chơi chiều uống đi nha mấy đại ca. Có cá nghe rồi, có cá nghe. Có không? Có không? Có. Thằng ơi. Rồi. Giật đi. Trời ơi. Thằng ơi đừng con cá. Ơi, từ. Bình tĩnh. Trời ơi. Đừng con cá các bạn ơi. Rồi sáng giờ được con cá nhỏ xíu mừng hết. Ôi ơi coi chừng. Không giấy sao Tú. Trời đã lắm anh ơi. Sáng giờ được con mừng. Trời ơi sáng giờ mới được con nha các bạn. Quá đã luôn rồi. Giờ thả vô đây nha anh. Để nó dưới nước đi em. Để xuống nước. Ờ vậy đó. Ủa chết luôn hay vậy. Thằng ơi gì vậy. Quay. Còn ta còn sống mà. Đây còn sống anh ơi. Còn sống nha. Trời ơi. Câu đi em. Trời để mình thăm câu các bạn. Thấy chuồng lắc quá. Không biết có cá không nữa. Ê con cá mấy bạn ơi. Ê nguyện con cá luôn. Cái này cá gì vậy trời. Thôi thả vô đây đi. Ui. Bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh mình thả bạn vô đây đó. Bạn bình tĩnh nha. Yeah. Cứng chưa. Rồi bạn ơi bây giờ mình thả vô đây nha. Giờ là mình có 5 con cá nha các bạn. Giờ mình để đây mình gọng thôi. Mình đi thả mồi tiếp nha mấy bạn ơi. Thì bây giờ là cũng trưa nha các bạn. Đó, Tú em đang làm gì vậy Tú? Em tôm được câu anh ơi. Tôm được câu tiếp hả? Nãy giờ mình dính cũng được khá nha các bạn. Rồi nhỏ làm gì đó em? Mình mấy ước nhẹ mà. Em mới tắm anh ơi. Thằng ơi. Rồi mấy này làm gì nữa trời? Đen rồi anh. Rồi làm gì trời? Tâm. Đâu tắm thử rồi. Đó mình phải dùng trời cái cào đó các bạn, mình cào. Trời đó, ơi. Mình cào mình lấy nước tên nha các bạn. Đó, cào đi mấy đứa, cào đi. Lên xói người đen ai nu. Xói người đen nè. Trời ơi. Không má. Bơi. Đó, thấy người này má không đen. Má kìa anh. Đó. Chín cá hả? Thằng ơi, chín cá các bạn ơi, đã chín cá nha. Chín cá. Lên. Đừng con. Trời ơi, sáng giờ được mấy con nhỏ 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 nè các bạn. Đó. Rồi. Để vô đây. Đục xong luôn. Để vô đây nha bạn, sáng giờ cũng khá là bộn nha các bạn. Đó. Em gỡ rồi. Gỡ ra cái này. Đó. Rồi. Sáng giờ cũng bộn mà các bạn ơi, bây giờ mấy anh em mình sẽ cố gắng câu đến chèo coi có được con cá nào khủng không nha các bạn.
Còn nuôi đang câu chuối nè kìa, nó đang câu mấy cái cha bự á. Đây. Với lục bình vẫn nuôi. Với lục bình rồi nuôi ơi. Rồi đi nè Tú ơi. Đi đâu anh? Bạn ơi. Thì bây giờ tình hình á là câu ở đây là lục bình nó lại nè các bạn. Đó không? Sao câu được nữa. Bây giờ mấy anh em mình sẽ di chuyển ra cái đầu tàu đằng kia để câu nha các bạn. Đi Tú ơi. Ok anh. Anh em mình đã di chuyển tới cái mũi ghe để câu nha bạn, chứ đằng sau là lục bình trôi tới là câu không được rồi. Rồi Đạt, em nhắm từ đây đến chiều là em khoảng nhiều cái con cá khủng nữa Đạt. Em không biết nữa anh ơi, tùy theo thời tiết anh ơi. Tùy theo thời tiết hả? Chưa biết chín cá nhiều hay không. Ờ, nhưng mà sáng mưa là em thấy là nản rồi phải không? Đúng rồi anh, tại vì sáng mưa quá cá lạnh nó không ăn anh ơi. Đúng rồi, rồi Tú sao Tú? Dạ. Em thấy chiều nay em dính được khoảng nhiêu con cá nữa? Ờ, chục con nữa anh ơi. Chục con hả? Sao anh da đen vậy? Sao anh da đen? Dạ anh. Anh da đen nè. Em có biết câu đâu, em ngồi em chơi không à. Thằng da đen không biết câu nha các bạn, cho nên để cần với mấy anh em mình câu. Nè, thuộc dạng là sao Tú? Ăn bám anh em mình bám. À. Chút nữa có mắc gốc gì á, kêu anh đen nhảy xuống á là gỡ lên cho. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái đi. Chạy chiều mới có ăn chứ mày. Ờ. Chứ mày có không sao có ăn. Ờ, tại vì là bây giờ anh đang làm một cái thử thách đó chính là 24 giờ sinh tồn ở trên chiếc thuyền nè. Là tụi anh không thể nào mà ra khỏi thuyền này được. Cho nên anh muốn nhờ em á là cầm cái số cá đó đó, em lên bờ em nướng rồi xuống đây mấy anh em mình ăn chung được không? Được anh. Ok, tại vì thông cảm với anh nha, tại anh không xuống được giúp em được nha. Không có gì đâu anh. Ok, vậy em đi. À, nói chung là mình nhờ luôn cho anh mày. Mình nhờ em mình làm giùm mình nha bạn đó. Chút nữa chia cho nhỏ ăn với nghe mày. Ok anh. Đó, chịu không đen. Ok luôn anh ơi. Mà thằng đó mình chưa vậy đó mày. Theo nào vậy mày. Thằng okay, ơi. Ok. Thôi bạn ơi, thì bây giờ là cũng chiều rồi. Thằng nhỏ nó cũng đã nướng cá chín cho mấy anh em mình luôn nè các bạn. Ờ, cảm ơn em rất là nhiều luôn nha nhỏ. Ok. Ờ, rồi ăn chung với tụi anh luôn nha. Đó. Rồi bây giờ cho bạn xem mấy giờ rồi Tú. Giờ là 4 giờ 38 rồi anh ơi. 4 giờ 38 phút rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ cũng là chiều nha. Mấy anh em mình chưa giờ câu xuyên suốt luôn, không có ngừng nghỉ luôn nha các bạn. Rồi đói bụng luôn mà mấy này còn tắm được nữa các bạn. Ừ, tắm mấy mát anh ơi. Đó, còn nô quỳ nó nằm vô, nó nằm ngủ không chắc luôn các bạn. No say luôn mà. Ê anh ơi, thằng này nó khôn cái gì á. Nãy mình kêu á, nó dậy nướng cá, nó nghe gì á, nó không ngồi, nó không thức. Cái mình nướng xong vậy nè, chín luôn các bạn. Cái mặt nó, bản mặt nó ra liền. Ờ đúng rồi đó. Trời ơi. Thôi bà bảnh ngồi đi Đạt, bà bảnh ngồi đi cho dễ quay Đạt ơi. Đó, nói chung là ngồi đây rất là mát luôn các bạn thấy chưa. Cái phải lúc đó mà cái mùa diều mấy anh em mình đem diều đi thả là đúng bài luôn á. Đúng nhau. Gió cũng lên á. Đúng rồi. Nãy giờ em nằm em lạnh luôn á, nhưng mới lạnh luôn á. Lạnh đó chứ, nằm ngủ không? Nằm ngủ lạnh mới lạnh. Ý là nó gió mấy cái. Rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cá còn nóng mà mới ngon. Rồi. Cảm ơn nha. Con cá này là thằng nhỏ câu gì nè. Đèn em. Tú câu. Em câu anh ơi. Câu như không được ăn. Câu phải nhường cho tao. Hay tao chế cái này nhỏ ăn đi nha em. Ok. Quay lại nhiều đi em. Quay từ từ từ. Cái chổi đó chóc da luôn rồi. Chóc da luôn cả. Để thôi để lột da luôn cho. Lột da luôn. Lột ra. Đó em ăn thử Đạt. Đạt em ăn thử rồi coi thịt của nó ngọt không. Rồi mời bạn ơi. Mời các bạn nha. Ăn đi Đạt. Ngậm xong mới mời. Ngọt lắm anh. Ngọt lắm. Nhau. Không có xương. Con sò. Ủa em ăn đang cá gì vậy? Cá xác anh. Cá sát hả? Nhớ rồi con cá nè. Trời ơi, đã. Trời ơi, cứ thịt nó kìa. Phục. Ây, né ra đây. Phục, tao cả phục. Ôi, đã. Thôi, con cá này có gì xương không anh ơi? Xương không hả em? Đúng rồi anh. Coi chừng nha. Okay. Đây, để mình lựa xương mời các bạn à. Đây các bạn. Có xương chưa y phải không ta? Đúng rồi, em mời các bạn nha. Mình đã quên mời đó, mời các bạn nha. Rồi tới nu, tới, có chưa? Mời các bạn nha. Em làm con ngọt gì không? Ngon quá anh Đen ơi. Trời ơi, ngon dữ lắm luôn hả mày. Rồi ăn đi, ăn mà lạnh vô. Nó ngon nó béo quá bạn ơi. Trời ơi, mày có bắt được con nào không mày ngon? Mày cũng có bắt được con nào đâu mày nói hả? Ủa, tao bắt được con đó mày. Trời ơi,
con của mày bự như bánh xe bòi đó. Ôi ông mày ơi, mày bắt được con cái mày dinh nè, đây nè, để chia cho mày cầm đây đây. Ừ, cầm đây nè. Ê, cái này mới ngon mày. Rồi, cầm đây. Rồi, anh em chia. Chia rồi nha, không có công bằng chứ. À, thì bây giờ cũng là 8 giờ tối nha các bạn. Đó, cầu cô lãnh bắt đầu lên đèn nha các bạn. Đó. Thì mấy anh em mình nó sẽ kiểu như là quăng cần ra đây các bạn, là kiểu như có cá là chua nó rung rồi anh em. Đúng rồi ơi. Đúng rồi anh. Rồi giờ mình anh em mình phân chia cái chỗ ngủ ra luôn đi. Giờ sao nè? Để anh ngáo phân chia đi. Thôi em tự lựa đi. Tự lựa đi anh. Em nằm dưới đen nha anh. Ờ thôi. Sửa ấm buổi tối rồi. Thôi. Anh nằm dưới đen, anh nằm dưới đen. Nằm dưới đen. Hồi sáng em chọn chỗ này phải không? Ừ đúng rồi, em nằm chỗ này nè. Thôi em chọn chỗ trong anh ơi. Cho ấm cúng siêu. Ấm cúng hả? Đúng vậy là nu. Nu ở đây em. Nằm dọc này. Em nhéo. Dạ. Em nằm đây rồi em thả con câu xuống cho. Anh thằng ơi, thôi. Nằm dọc kìa. Kẹt luôn lắm hết trơn. Đây nè. Giống này nè. Cho em nè. Đó bây giờ em nằm ở đây em coi chuông đồ này kia nha. Ok. Đó. Còn mình chắc mình vô trong đây với thằng đen nha các bạn. Ê bật đèn lên đen. Có hồ sợ quay không thấy các bạn xem nè. Đèn lên. Có điện anh ơi. Bật đèn điện thoại đi. Quên nữa cái thì này các bạn là không có đèn nha các bạn, tại vì người ta đâu có cắm điện vô cho mình đâu. Anh ăn nào. Đây. Đó, để mình quay. Mình Tú là nó sẽ ở trong đây nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rồi nằm ngoài không mỏi em Tú. Dạ không anh ơi. Ngoài này mát mẻ lắm. Còn mình á với thằng đen là sẽ nằm ở đây nha các bạn. Đâu đen? Đen ơi. Ê nằm xích vô mày. Anh sợ mày rớt con ngoài nha. Tú ơi, đáng chặn đừng đây, chặn lường nha. Nằm ở ngoài đây nha các bạn. Có cá là mà hai anh em mình sẽ chạy ra liền nha các bạn. Đó, nói chung là một ngày ở trên đây cũng khá là mệt mỏi các bạn. Mấy anh em mình là câu là ngoài sông lớn mình tưởng là có cá bự các bạn. Ai dè là toàn cá. Cái gì nhỏ mày ơi. Anh em ơi. Xui quá. Gì mày? Gì vậy? Tối có ai mắc vệ sinh hay đúng gì á thì nhớ khều tôi dậy nha. Tôi có đi ngang đầu. Tôi tưởng con gì nó phóng lên sông đó nha. Ok. Đó, xui quá các bạn ơi. Thì khi mà anh em tụi mình xuống thuyền á lận hơi là ông trời ông mưa các bạn, mà khi mà trời mưa á là mấy con cá nó sẽ không đi ăn các bạn. Đó. Nó vô hang hết trơn các bạn, hoặc là nó di cư chỗ khác các bạn. Nói chung là xui quá các bạn ơi. Mưa cái là xui à. Mấy anh em mình là giờ là đói bụng quá. Bây giờ là chỉ đợi cá thôi các bạn ơi. Đợi cá còn không là đợi tới sáng ngày mai mới được ăn nha các bạn. Nói chung là thử thách này là rất là cực luôn. Nước lọc mình còn không em? Hình như hết anh ơi. Chỉ hết. Còn nước của... Hết nước lọc của mình em theo các bạn ơi. Mình chỉ còn một cái thùng nước của ông chủ. Ông bỏ lại ngoài sau thôi. Đây nè anh. Cái thùng nước chỗ đó các bạn. Rồi ngủ đi nha anh em. Ở đây cảnh chiều quá. Đúng rồi. Mở cái máy em quay cho mọi người coi nè. Nè. Đó gọi đèn đây. Đây nè mọi người. Còn quay vậy thấy ai không? Đây cà quay ngược lại mặt đây ơi. Thấy ai không? Không anh ơi. Vậy cứ quay gọi đèn mọi người. Em chủ ý em quay cái cầu cho mọi người coi thôi. Anh quay rồi đưa cam đây đi. Ủa, ok em xin lỗi. Đây đó. Thì nói chung nằm đi ngủ thôi chứ mấy anh em mình sao ngủ được các bạn. Nói chung là có cá là mấy anh em mình đem lên nướng quay cho bạn xem liền luôn nha các bạn. Đó, rồi nu là nó sẽ ngoài nó canh nha. Năm nay tối ngủ như mấy lạnh như các bạn ơi. Lỗ nào cũng lâu lỗ hết trơn nè. Có lỗ hết nè các bạn. Lỗ hết trơn nè. Đó, rồi. Thôi bây giờ mấy anh em mình nghỉ ngơi nha các bạn. Đạp đầu lên trển nha. Đó, thì chừng nào có cá mình sẽ dậy quay cho bạn xem nha. Rồi, bye bye các bạn. Trời sáng luôn rồi các bạn ơi. Chào các bạn nha, một ngày mới nha. Đó. Mình mới thức dậy các bạn. Tối thì không có cá để quay cho các bạn xem luôn các bạn ơi. Toàn là mấy con cá khủng khủng, còn không là mắc gốc cùng lắm chứ các bạn. Đây nè, dở lên thử các bạn ơi. Rồi. Sống luôn. Vậy là chắc tối con cá bự lắm nữa các bạn, nó lôi gì nè. Mới tới đứt lử luôn nè, mất ní mất chìm lắm chứ. Thôi để đi. Đó, tối mò anh em mình câu nè các bạn. Rồi về tới bên đây nha. Con nu nè. Đó, một tay cầm cam khó quá các bạn ơi. Đây. Quên nữa, nó chưa khóa nữa các bạn. Ẩu quá. Mình kéo lên cho các bạn xem nha. Trời ơi, còn mò luôn các bạn ơi. Còn cục mò luôn nè, nó chưa ăn luôn nè các bạn. Ôi, để xuống đi.
Còn mọi luôn nữa bạn ơi, nó chưa ăn luôn nè. Rồi để xuống lại đi. Đó. Rồi. Vô kêu một bạn mình thức dậy các bạn. Đó, ngủ quá trời ngủ rồi. Thôi để cho nó ngủ xíu đi, xuống dưới cọn bên kia. Đó. Giờ thì mình không biết là mấy giờ các bạn, mình là mình thức trước mấy tụi nó nữa. Đó, bây giờ khung cảnh đó các bạn là nước rút ra trơn các bạn ơi, chắc chút xíu nữa nước mới vô các bạn. Đó. Rồi. Để mình đi ra ngoài sau kêu hàng để mình thức dậy các bạn. Nó ngủ rồi sao? Ủa mà Nu hồi sao hồi tối nó nói với mình là nó nằm võng đây nó canh mấy cái cần câu ngoài đâu ta. Ủa sao không có thằng Nu ta? Thánh thần ơi. Nu nằm dưới đất nè các bạn. Thằng Tú thì nằm trên võng. Ê Tú, dậy. Nu dậy Nu ơi. Dậy mày ơi. Dậy dậy. Mấy giờ rồi sáng luôn kìa mấy ba ơi. Rồi cần câu rồi sao vậy Nu? Em ngủ xíu rồi nè. Tối nó ăn quá trời rồi. Em trong ngày em làm biến cho anh ơi. Thằng ơi làm biến đi chứ, có cá mà làm biến. Bây giờ em vô đây ngủ không? Ủa còn này cần này của ai hả? Tú rồi anh ơi. Thằng ơi rồi tối có cá vô không em? Dạ không, tối con kia nó gạch đứt lử luôn. Thằng ơi tối con ngủ ngoài. Sao? Rồi mày làm gì mày vô đây mày ngủ ơi, cho con ngoài đúng rộng rãi luôn á. Không phải rộng rộng thiệt á, nhưng mà tối trọng ở ngoài á, sương gió rồi nó lạnh cũng chết luôn anh. Thằng ơi. Vô đây có con Tú sưởi ấm. Thằng ơi, em mày làm gì trong đây vậy? Tôi ngửi ra anh. Tối hôm qua nó vô đây nó phèn muốn chết luôn anh. Nó đi vệ sinh nó còn khèo em vậy nó sợ ma hay gì thằng ơi. Ơi lớn cái đại ca ơi. Thôi thức dậy nè, thức dậy đi. Ờ. Mình chuẩn bị lo dọn đồ xíu nó về nè. Đâu ra ngoài thành xong thử thách rồi đó. Ủa sao để mình ra ngoài trước mình kêu cu điên vậy nha bạn. Cu điên ngủ quá trời ngủ rồi. Ê để đi đường bên này nè mày. Vô kêu cu điên mới được. Trời ơi. Cu điên. Vậy cu điên ơi. Cô đen. Đen ơi vậy. Đen vậy đen ơi. Sáng rồi mẹ ơi. Tôi chừng nó lăn xong nha anh. Đúng rồi, thằng này nguy hiểm quá bạn ơi. Cái xong là với nó là nằm kế các bạn. Ê, xin vô xin vô. Xin vô. Anh. Ngồi dậy ngồi dậy. Ngồi chứ sao được. Ừ, có gì nè. Như bị nghiện. Như bị nghiện các bạn ơi. Sáng rồi đại ca ơi vậy. Chuẩn bị đồ đi, gom đồ về nè. Ấy trời ơi. Cần câu rồi hả anh? Ờ gom cần câu lại đi em. Tối anh ở đây anh có nghe cá ăn không? À, anh cũng ngủ như chết chứ nghe gì đâu em. Còn ơi. Làm gì vậy? Ơi trời. Thằng ơi. Làm gì vậy? Ngủ quá. Ngủ hả? Thằng ơi. Chuẩn bị đồ về đây ca ơi, ngủ gì? Gần Tú đâu rồi? Ừ. Vậy bay. Đó. Thu cần anh em. Rồi thu cần em ơi, cái cần nó của em bị đứt lử luôn kìa. Tối bên nào lôi gì á. Cần đó hả? Ừ, mấy công á. Rồi, cần này tối em tóm cứng nhắc luôn nè. Đã còn nè. Mấy cá vậy tối không ăn tại. Thằng ơi, ít xèo chưa. Rồi thu cần luôn đi Tú ơi. Thu dùm đi Tú ơi. Mấy anh em mình sắp hoàn thành cái thử thách 24 giờ ở đây các bạn ơi. Nói chung là đó bụng Tú. Dạ đói anh. Tối mấy anh em mình đói bụng các bạn là thấy ở trong cái lửa câu mày đâu nấu. Cái tàu này nè. Thì biến cá ăn rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Tối mấy anh em mình đói bụng quá trời luôn các bạn. Không biết làm sao nữa mà trong cái ghe này nè. Có hai cái gói mì mà kiểu như bỏ rồi sao. Kiểu như để lâu á các bạn. Đúng rồi. Rồi cái mấy anh em mình lấy ra mấy anh em mình ăn luôn các bạn. Ở chung ngon nha. Ngon anh. Lúc mình đói mình ăn gì cũng ngon nha mày thôi. Giờ chút xíu. Miếng gì đói bằng một gói mì tôm mà. Chút xíu nữa mình về nhà mình phải ăn thật là nhiều vô các bạn. Ừ. Chứ mình đói quá trời các bạn. Hôm qua giờ mình ăn được có bao nhiêu đâu. Đen tính đi trời. Vậy Đen ơi, Đen vậy Đen ơi. Ngủ hoài đi ca. Đã kiếm kìa Đen ơi. Thuật Đen ơi. Kiếm vậy Tú ơi. Rồi bạn ơi, mấy anh em mình nãy giờ là chuẩn bị đồ đầy đủ luôn nè. Rồi Tú lấy điện thoại ra cho bạn coi ơi. Dạ. Mấy giờ rồi. Đây. Nãy giờ mấy anh em mình à. Đó 7:32. Ê bật bật hết đủ sáng chưa? Dạ chưa. Bật hết đủ sáng luôn đi đại ca ơi, đại ca. À, lúc nào điện thoại cũng tối hụ. À, 7:32 rồi các bạn. Đó. Thấy không? Rồi, nói chung là mấy anh em mình đã hoàn thành thử thách là 24 giờ sinh tồn ở trên chiếc ghe này nha các bạn. Đó, giờ nãy giờ là mấy anh em mình là do
dọn đồ, dọn đồ để cho ghe các bạn, kiểu như mình mượn mình phải trả lại như vậy cho người ta nha. Rồi thì nếu bạn nào thích video này của mấy anh em mình á thì hãy cho mấy anh em mình xem một đăng ký, like, chuông ủng hộ kênh nhá TV của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, bye. Bye. Rồi đi về. Okay. Tạm biệt chiếc ghe này nha các bạn. Đi. Đó, đi về các bạn ơi. Sắp được về nhà được ăn cơm mẹ nấu rồi các bạn. Các bạn nhé, từ từ ơi. Rồi. Rồi. Ok, xin lỗi. Đi đồ cẩn thận nha mấy đứa ca. Rồi. Rồi về luôn nha các bạn. À, giờ cũng 7:30 sáng rồi. Đó. Về thôi. Tạm biệt chiếc ghe đó nha các bạn. Đó. Quá tuyệt vời luôn. Đi thôi đi về.